Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, ngày 5 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Đức Hòa, Long An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 trường hợp gồm Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, Lê Thanh Hoàn Nguyên, sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, Lê Thanh Trùng Dương, sinh năm 1995, ở cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hỏa Khánh Tây, tỉnh Long An, về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, bổ sung sửa đổi năm 2017. Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng quyết định bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng là Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa phê chuẩn. Trao đổi bên hành lang Quốc hội ngày 7 tháng 1, ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nêu quan điểm về vụ việc Tịnh Thất Bồng Lai. Theo ông Sơn, Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Chính vì thế, chúng ta tạo mọi điều kiện cho người dân tham gia đời sống tôn giáo. Tuy nhiên, ông cho rằng những người tham gia tín ngưỡng, tôn giáo phải tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm quy định của các tôn giáo. Tối ngày 6 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thành phố đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19 biến chủng Omicron, nâng tổng số trường hợp nhiễm Omicron được phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh lên 11 ca. Như vậy, đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 30 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron. Trong đó, tại Quảng Nam 14 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 11 ca, Hà Nội 1 ca, Hải Dương 1 ca, Thanh Hóa 2 ca và Hải Phòng 1 ca. Thời gian qua, WHO đã cảnh báo Omicron đang gây ra các ca nhập viện, tử vong trên toàn cầu và sẽ sai lầm nếm xem nhẹ biến chủng này. Sáng ngày 7 tháng 1, tại phiên họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, đại diện quận Cầu Giấy thông tin các ca mắc COVID-19 của quận đang gia tăng nhanh. Đến sáng ngày 7 tháng 1, đã có 7 trên 8 phường đang ở cấp độ 3, quận chuyển màu cam và sẵn sàng chuyển trạng thái theo cấp độ mới. Tại cuộc họp, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến 18 giờ ngày 6 tháng 1 năm 2022, Hà Nội ghi nhận 62.908 ca mắc COVID-19, trong đó có 102 trường hợp nhập cảnh. Cộng dồn đến 18 giờ ngày 6 tháng 1 năm 2022, Hà Nội đã ghi nhận 63.148 ca mắc COVID-19, 211 trường hợp tử vong. Thời gian tới, Hà Nội sẽ giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, tăng cường giám sát phát hiện biến chủng mới Omicron, tăng cường thành lập mới các trạm y tế lưu động, chăm lo, chia sẻ những khó khăn với người bị ảnh hưởng bởi đại dịch, không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị bỏ lại phía sau, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý F0 tại các cơ sở thu dung, điều trị tại nhà. Sáng ngày 6 tháng 1, ngoài việc công bố giá bán, chính sách bán hàng dành cho VF8, VF9, VFE35 và VFE36 trước đây, cũng như giới thiệu bộ 3 xe gầm cao hoàn toàn mới VF5, VF6, VF7, VinFast còn khiến dư luận tranh cãi khi tuyên bố dừng sản xuất xe xăng, tập trung cho xe điện từ cuối năm nay. Chủ xe VinFast và những người có ý định mua Fadin, Lux đều đang rất thắc mắc về lộ trình của VinFast khi dừng sản xuất xe xăng, tập trung cho xe điện từ cuối năm 2022. Vì việc bảo dưỡng, sửa chữa xe xăng khi dừng bán, ông Hoàng Chí Trung, Tổng Giám đốc VinFast Trading Việt Nam khẳng định mọi cam kết với khách hàng sẽ được VinFast thực hiện đầy đủ. Với từng chiếc xe bán ra, VinFast cam kết phục vụ đến hết vòng đời sản phẩm. Với những khách hàng đã đặt cọc xe xăng và muốn gửi cọc, ông Trung cho biết VinFast luôn tôn trọng quyết định của khách hàng và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dùng. VinFast sẽ hoàn cọc cho khách hàng theo đúng chính sách hiện nay. Ngôi sao tuyển Thái Lan nhiều khả năng sẽ chia tay Cosadon để đến đầu quân cho nhà đương kim vô địch giải League One Kawasaki Frontale từ mùa giải năm 2022. Theo Sportnichi, câu lạc bộ Kawasaki Frontale đã được thỏa thuận chiêu mộ Chanathip Konkasin. Ngôi sao tuyển Thái Lan có thể đầu quân cho nhà đương kim vô địch giải League One dù vẫn còn hợp đồng với câu lạc bộ Cosadon. Các điều kiện bao gồm cả phí chuyển nhượng cũng đã được ba bên nhất trí. Theo truyền thông Nhật Bản, câu lạc bộ Kawasaki đang mạnh tay chiêu mộ cầu thủ giỏi để hướng tới chức vô địch J-League One lần thứ 3 liên tiếp và danh hiệu AFC Champions League đầu tiên đã được chờ đợi từ lâu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 60 giây ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!